Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews Vãi Cùng Với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, sự việc một thầy giáo dạy toán đã bị cộng đồng mạng vô cùng bức xúc tố cáo vì hành vi giúp học sinh gian lận trong thi cử. Hành động này thì đã gây ra rất nhiều tranh cãi khiến cho thầy giáo này phải đích thân lên tiếng giải thích về mọi chuyện. Theo đó, trong giờ thi khảo sát online môn toán dành cho học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội, một thầy giáo đã để trợ giảng giải đề và cung cấp đáp án cho các học trò của mình. Hành động này khiến nhiều người bức xúc, cho rằng thầy giáo này đang tiếp tay cho cái sai, dạy học sinh tính gian lận. Nhân vật chính ở đây chính là thầy Nguyễn Tiến Đạt, thầy giáo dạy toán online nổi tiếng với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Sau khi nhận phải nhiều phản hồi trái chiều từ dư luận, thầy Nguyễn Tiến Đạt đã lên tiếng cho biết, việc để trợ giảng giải đề và cung cấp đáp án cho học trò của mình là có thật. Giải thích về hành động này, thầy Đạt cho rằng, vì nhiều học sinh của mình vướng lịch học nên không thể hoàn thành bài thi tại thời điểm đó. Chính vì vậy nên tôi đã dặn các em học sinh cứ đi học bình thường để nạp kiến thức mới. Còn bài thi trên, lớp trợ giảng sẽ giúp đỡ các em, rồi các em sẽ hoàn thành đề thi sau vì tôi sẽ chữa đề thi này, chữa trên livestream vào ngày hôm sau. Cũng theo thầy Đạt, có rất nhiều các giáo viên khác cũng làm như vậy, nhưng chỉ riêng mình thầy bị lên án. Điều bất cập đáng nói là có rất nhiều giáo viên cũng công bố đáp án và livestream vào lúc 21 giờ trước lúc đóng cửa thời hạn nộp bài, nhưng không hề bị sao. Nhưng khi tôi công bố kết quả vào lúc 21 giờ kém 7 phút thì lại bị mọi người lên án. Chia sẻ về ý kiến là thầy giáo nhưng lại trực tiếp giúp học sinh gian lận trong bài thi, thầy Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ, điểm hướng tới của thi cử là kỳ thi đại học mà, còn việc sai hay đúng đó là do hệ quy chiếu của mỗi người khi nhìn vào một vấn đề. Có thể với cộng đồng mạng là tôi sai, nhưng với học sinh của tôi thì tôi lại đúng. Thay vì thời gian đấy các em vẫn được học kiến thức mới mà vẫn qua bài thi, quan điểm của thầy Đạt sau đó lại liên tục vấp phải những tranh cãi gay gắt của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng, vốn dĩ mục đích của kỳ thi khảo sát là để học sinh tự rà soát lại kiến thức của mình, chỗ nào còn yếu thì bổ sung, học sinh phải tự làm bài một cách nghiêm túc thì mới nhận ra điểm yếu của chính mình. Tuy nhiên, có những thầy giáo lại yêu cầu học sinh của mình đến trung tâm, còn đề thi thì được trợ giảng làm sẵn, học sinh chỉ việc chép. Đây là việc làm vô cùng nguy hiểm và trái với đạo đức nghề nghiệp. Học sinh sẽ không biết được mình yếu ở đâu, cần khắc phục những gì. Càng nguy hiểm hơn khi thầy Đạt là một người nổi tiếng, có hàng trăm nghìn lượt theo dõi và tạo ảnh hưởng không hề nhỏ đến cộng đồng. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về sự việc này thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.